Mười hai giờ bốn mươi bảy mới nghe đây. Bữa nay nhà chị Loan vui ha. Vui không? Vui quá trời. Rồi tự nhiên cái bé đi về nồi nổ hoa liền, nhà của nhà nổ hoa liền không? Như vậy là tôi cúp đông liền. Cô chú nhớ ông hộ vào tiệm đi lóc nha, cái nhà vào tiệm buổi tối hôm nay vào tiệm quay đơn phương đẹp và lo ở tiền bạc để tham gia anh đi từ đó đi sang ở lo một cái nhà cái tình trạng bây giờ là nói cơm mà không có đủ. Cháu của mình hiện đó gặp chị Long cả nhà. Cháu của mà thầy Minh Thiện đi chung với thầy Minh Tại đến gặp chị Long nha. Đó thì giờ Nguyên quay cho cả nhà coi nha. Đó. Cháu của mà thầy Tư Minh Thiện lại qua ủng hộ cho chị Hồng Long nha cả nhà. À, thì cháu của Tư Minh Thiện cũng rất là yêu quý chị Hồng Long từ lâu rồi nha cả nhà. À, thì bển trong nhà đang đám bung bị sẹn cả nhà, thì sự mất mát ra đi của sư Minh Thiện cũng là nỗi buồn gia đình, nhưng mà cháu của sư Minh Thiện cũng qua mua hàng cho Hồng Long, thì cháu của sư Minh Thiện là đã yêu quý Long đã lâu rồi nha cả nhà. Đó còn riêng sư Minh Thiện thì gia đình và cha mẹ sư Minh Thiện đó, mẹ sư Minh Thiện cũng chia sẻ là nói chung là thầy cái hạnh như vậy rồi, thầy đi với sư Minh Tại mới 3 ngày thôi nhưng mà đã đạt được giống như là được nhiều người yêu mến đó cả nhà. Đó đó là đại sang của chú anh chị ơi. Thiệt chị đi ông chuyện rồi, 12 giờ khuya vậy chị hay là chị vậy? 12 giờ bốn mươi mới nghe đây. Bữa nay nhà chị Loan vui ha. Vui không? Vui quá trời. Tự nhiên cái bé đi về nồi nổ hoa liền, nhà của nhà nổ hoa liền không? Như vậy là tôi cúp đông liền luôn. Bữa giờ đi Quảng Bình bỏ tôi luôn á. Lâu chị Loan. Lúc đó chị đi ghé không? 12 giờ. Cái gì 12 giờ? Sao chị đi nói mà 6 7 giờ? Trời ơi 6 7 giờ là tôi đi đâu nữa kìa, rồi xong rồi mới ghé đây. À, còn 12 giờ ghé gặp chị Loan làm gì? Đi ngủ luôn chứ làm gì. Lên cả xong về đúng không chị? Nói ủa giờ 12 giờ ghé chị đây. Đi ngủ hả? Trời không ngủ luôn. Chắc bà nói giỡn với chị đó, chút xíu bà ghé bây giờ. Cũng không biết nữa. Dạ chị nhắn cho bà đi, chị nói YouTube tại đây đông quá trời nè. Chắc đi về luôn. À, tại đông quá trời nè. Tại chị đi nghe đâu xong chắc đi về luôn. Hả? Này đâu mà vui nha. Hả? Nói chị đi á. Hết rồi. Hết gì rồi? Khúc nghe chị Long ơi. Hả? Đâu hát nghe. Hát khúc gì trời, đâu hát biết hát gì đâu. Mấy con thương cha đi. Hả? Con thương cha đi. Không, bài con thương cha đâu có đâu. Thì chị hát cái bài đầu tay cũng như là 20 năm tình đẹp một chút chứ không? Rồi mà. Không nhớ cũng không là có hát là phải có nhạc đàng hoàng chứ tự nhiên chơi chú hát rồi hát nữa không phải có tiền mượn này á lâu rồi không bữa dạ, sáng chọn chỏ dầu cho lâu rồi chỏ dầu đây lúc đi vô dầu
Đâu mình hát chay á luôn, mình hát chay đây đâu biết hát gì đâu anh. Chép rồi luôn. À không, chị lo đọc gáp đi, em được đọc gáp. Đọc cái chạy hết. Thì nhảy rap được không? Nhảy không bậy trời. Ủa, ơi. Bậy, bà, chết luôn. Gáp rồi, nhảy gáp này nhảy gì trời. Đứa này vậy hát ai coi? Em coi. Chị cho coi. Chị lo em vui tính nha. Lâu lắm mà không gặp chị lo em luôn. Bữa ẩm đi diễn ở dưới chị hát mấy bài chị lo. Bài à? Bài à. Chắc đông ha chị lo. Bữa nay đông ha. Đông lắm quá chị lo. Cô bác tới đông lắm. Để bù lại chụp hình với chị quá trời. Ầm 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 ầm. Bữa ở chùa cũng vậy đó, bữa chùa cũng vậy, bữa không thấy Tài đi, bữa chùa đông lắm trời ơi, chị đâu phải vô một cái hả, biết bao nhiêu người bu em mà. Ông cô chú anh chị cũng có trang em thôi. Không có má ơi, đó. Em phải vô quay, má không vô, má đi đâu, má đi qua lại Minh Tài không phải đó, má bỏ chị Lon không à. Má nghe má tiếng bỏ thần chị Tài gõ nhất luôn. Đó. Dạ. Nghe cái tiếng của thần Tài là gõ nhất thần luôn. Thần Tài gõ nhất. Ghê. Em đi tu á mà em nhớ chị em về. Vậy hả? Em phải xuống núi thôi. Chứ không phải thầy em xuống núi à? Chứ không phải thầy em xuống núi rồi em đi về hả? Ừ quên nữa, nhớ vụ nhớ. Chị Long nhớ vụ đi Quảng Bình mới nhớ. Hôm bữa em đi ra tới Quảng Bình. Em gặp fan của chị không phải luôn. Fan của chị. Thiệt, em có ở Quảng Bình, fan của chị ở ngoài á, là em có phỏng vấn chị đó, trời ơi chị khóc quá trời. Có trên kênh em có. Trời nó thương Hồng Loan, thương Hồng Ni gì tùm lum hết. Ở ngoài người ta biết nhiều mà, ở ngoài người ta biết ngoài gặp, nhiều lắm. Gặp Tài đi lên tên Tài. Khán giả kêu tên nhau. Em lại. Tưởng mình mắc nợ ai hay gì hết hồn. Lại nói trời. Lại nói thương Hồng Loan quá trời. Khán giả ngoài coi biết mà. Độ phụ sống của chị Hồng Loan là ra tới châu Phi luôn rồi đó nha. Trời đó, vậy trời. Nói chung là người ta biết á, tại vì mấy cái người mà theo dõi mấy cái chuyện này kia trên mạng á, là người ta biết hết trơn á. Ra ngoài là người ta biết tới chị cũng nhiều lắm á. Quá trời. Nè, Phút cũng có đi ngoài nè, phải không? Có đi không? Mới đi bộ về cũng nhận đó, thấy không? Thấy cao hơn không? Mới đi bộ cao về mà luôn. Trắng nữa. Em đen, tại vì chị không thấy em đen. Thì trắng đó. Trắng như bông cao. Không không, trắng như bông. Ủa chị Lon, chị đi đi mấy bữa rồi chị Lon? Đi mấy bữa rồi? Bây giờ chắc 2 tuần qua. Gì nửa tháng nữa hả? Lẹ đó, đó đó. Lâu hả chị? Lâu mới gặp rồi. Mới đây nửa tháng rồi. Nhớ nói điện hồ bà này, bà đi mới có mấy ngày xem tưởng đâu một năm gì bà này. Tao mi nói đi có 1 tuần 2 tuần nói gì dữ gì mớm. Chị con đu máy bay theo cùng luôn. Đừng đu mà tại vì mình mỏng quá cái mình rớt xuống cái xương không còn đâu dám đâu thôi để đi tính mạng thằng lo con cái nữa. Rồi hồi cái bả đi quê 12 giờ làm gì vậy? Nhớ giờ làm gì lấy 12 giờ. Nhớ quá nói làm này qua nha. Không chị đi nãy nói chị đi nói là qua sớm á. Chị đi phải qua để trên cái video clip của em để em trả lời với người ta. Chị đi phải qua bên này. Trời. Để em trả lời với người ta. Để không người ta nói chị đi không có về đây. Trời ơi. Qua. Tại vì có người người ta không biết cái du thuyền, người ta tưởng là cái tàu du lịch mà người ta tưởng cái du thuyền. Có luôn hả? Chị đi về giống như là đợi mẹ đi chợ về ấy chị Loan. Nhớ ha. Rồi lần này có mang sô-cô-la cho chị Loan. Rồi. Mày không còn con găng bây giờ mày kẹo hoài không mua đó. Thôi mày không hả? Ờ. Mày sô-cô-la cho chị Loan. Ăn cơm chưa? Giờ đi vô ăn cơm. Lắc like. Rồi chúc like hả chị? Like 8 giờ like. Ừ. Rồi mọi người vô xem like chứ không lo ủng hộ nha cả nhà. Mặt hàng giới thiệu đi chị ạ. Like giới thiệu cho mấy giới thiệu trên kênh mấy em mặt hàng của chị like bán. Like buổi hả chị? Like buổi mà ủa còn trái buổi thôi. Giới thiệu mặt hàng luôn đó chị. Chị lúc like còn cả nhà ủng hộ mặt hàng cho chị Lon nha cả nhà. Tại giờ có buổi. Để cái ông đạo diễn thì ông nói gì chị Lon mở like không có ai coi. Dạ hàng hết nha cả nhà ơi. Giờ về cũng giao đơn hết trơn rồi. Sắp tới có bán sầu riêng không chị? Không trời ơi có biết khui đâu mà bán. Hình như em nghe là bà bò cái chanh nó đạo sầu riêng đó chị không bán sầu riêng cho bò ăn. Đây là mấy chị em đạo dữ lắm mà bán chắc là lỗ quá, ngàn trái sao bán nổi. Không bán đi chị, em nghĩ là sầu riêng sẽ rồi không biết khui. Ủa đó mình bán nguyên trái được mà chị, mình bán nguyên trái được mà. Nguyên trái mở ra bị sượng này khi đổi được mệt lắm. Mình đâu có nhìn biết nhìn trái sao đâu, mình mua về còn bị sượng nữa. Người ta bao ăn cho mình khi mình gieo cho mình chứ chị. Người ta bao ăn cho mình khi người ta gieo tận nơi cho mình chứ. Thì đúng rồi, nhưng mà tới thì đâu có biết được sao. Không. Rồi giờ em đang mê chị Lon bán sầu riêng lắm luôn á. Bữa này chị lấy ở đâu chị Lon? Cũng ở dưới Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Gần nhà Tài đó thầy.
gần tới nhà tài đúng không? Gần nhà em hả? Bữa đi đồng Tháp, bữa nguyên đoạn đi đồng Tháp á. Vậy chắc anh lộn, bữa với nhà em mới nhú bằng trái chanh nè. Thì anh nói là kế nhà em chứ đâu nói lấy mũi em đâu. Hôm bữa chị Loan về nhà chú Chánh vui quá trời. Em thấy ăn tôm bự bự không? À, quá ơi. Trời tôm. Nhà chú Chánh đi ra ngoài chỗ gì đó ngồi đó ăn đại đi ăn chay tươi vậy ăn không? Ăn chay. Với lại cá lăng đồ ăn béo thơm. Ông Nhân. Bữa đó này có Nhân với anh này nè. Chị Loan vừa ấm. Đừng nhìn tôi, cô đừng nhìn tôi. Cô đừng nhìn tươi à, giàu thiện hả à. Ủa bây giờ nhớ thiệt thiện không biết cái gì không dám kêu luôn. Chị Loan bây giờ mà mình bán trái cây là mình bán theo mùa luôn hả sao chị Loan? Thì mùa này nè, mùa hè là trái cây nhiều lắm, mình bán theo mùa thôi chứ đâu bán xuyên suốt đâu. Chị Loan ơi, giờ tới mùa măng cục coi chị Loan. Vậy hả? Bán măng cục đi chị. Vẫn coi. Bơ nữa chị. Bơ là Đà Lạt. Có về bên Nga Khoa. Không, mình chưa có kết nối được tới Đà Lạt. Rồi thôi cảm ơn cả nhà vô ăn cơm xíu rồi, rồi like cả nha. Nhà hãy ủng hộ like chị Loan nha. Rồi nghe cả nhà ủng hộ like chị Loan nha. Rồi thôi cái chú